Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Lại lên clip để giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ ngụy trang bút V8. Đấy. Thì trên tay mình đây đang là một mẫu camera ngụy trang bút viết siêu kín đáo. Đấy. Thì mình sẽ quay một vòng để các bạn có thể xem được, xem các bạn có thể phát hiện ra đâu là mắt camera không nhá. Đấy. Đó, thì khi mình xoay một vòng này thì tuyệt đối các bạn sẽ không thể nào phát hiện ra được. Đấy. Và mắt camera nó sẽ là ẩn sau bên trong này này. Đấy, các bạn mở ra nhá. Đấy, khi mở ra thì đây chính là mắt camera của nó các bạn nhá. Rất là nhỏ và cực kỳ mỏng luôn. Đặc biệt nó lại ngụy trang vào chiếc bút này. Bút thì vẫn có thể sử dụng viết bình thường. Đấy. Ngoài bút đây các bạn nhá. Đấy, vẫn viết bình thường. Còn khi các bạn sử dụng ấy, các bạn sẽ có nút công tắc tắt bật ở bên trên này nhá. Bên trên của nó sẽ là nút công tắc tắt bật để hỗ trợ cho các bạn có thể là sử dụng một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đấy. Phụ kiện kèm theo chiếc camera ngụy trang bút V8 nhà mình ấy thì nó sẽ bao gồm là một dây sạc này. Đấy. Dây sạc này thì khi sử dụng hết pin các bạn sẽ sạc vào. Và đây sẽ là các ngòi bút. Đấy. Thì khi mà bạn sử dụng bút hết mực nhá, các bạn sẽ thay ngòi bút. Đấy. Để có thể sử dụng tiếp. Đó, thì đó sẽ là phụ kiện của nó. Đấy. Còn tiếp theo thì bên trong là của nó nhá. Bên trong là của nó sẽ là một khay cắm thẻ nhớ và chân sạc. Đấy. Khay cắm thẻ nhớ này thì khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn, đó chính là một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu dữ liệu nhá. Thì đây chính là chiếc thẻ nhớ mình sẽ tặng kèm cho bạn. Và các bạn lưu ý cho mình một điều, đó chính là khi mà các bạn sử dụng dòng camera trang bút V8 nhà mình thì bắt buộc các bạn phải lắp thẻ nhớ thì mới bật được cam lên. Còn khi các bạn không lắp thẻ nhớ thì sẽ không thể là bật được camera lên nhá. Đấy. Đó, đến đây mình sẽ lắp vào các bạn nhá. Đó, các đèn mình lắp ngược. Đây, các bạn sẽ lắp vào, đẩy thẳng vào cho mình. Đấy. Đẩy thẳng như này là đã lắp thành công rồi nhá. Sau khi lắp xong bạn sẽ xoáy nút vào cho mình. Đấy. Xoáy nút vào. Đấy. Cực kỳ kín đáo luôn nhá. Đấy. Chiếc bút này thì các bạn có thể sử dụng để mang đi quay. Đấy. Đa phần các bạn mang đi quay thì sử dụng bút này thôi, nhưng mà các bạn đang ở trong các cái công việc như là đàm phán này, các bạn muốn theo dõi lại các bằng chứng hoặc là ghi lại các cuộc họp thì chiếc bút này đang là một sản phẩm cực kỳ hot luôn. Đấy. Thì cũng như là các sếp, mình nói khác, các sếp nhiều dễ. Đấy, các sếp thì rất là hay đi họp. Đấy, cũng như là phóng viên rất là hay đi quay. Đấy, và cần một dụng cụ camera siêu nhỏ để có thể là lưu trữ lại. Khi mà bạn sử dụng dòng bút này nhá, các bạn cài nhá, các bạn cài cái này vào áo của các bạn này. Đấy, và các bạn đi đến đâu là quay đến đấy. Đấy. Và quay với chất lượng ảnh của nó là HD 1080 siêu sắc nét. Hình ảnh HD nhá, còn âm thanh của nó sẽ là âm thanh rất là to rõ ràng, thu âm đầy đủ âm thanh luôn. Và đặc biệt ấy, các bạn có thể tắt bật bằng nút trên này, cực kỳ tiện lợi nhá. Các bạn bật lên là quay, đấy, tắt đi là tự động lưu luôn. Đấy, rất là hay nhá. Đó. Thì đó sẽ là các cái nhu cầu của khách hàng nhà mình, cũng như là bạn muốn giám sát trong nhà cũng được nhá. Cực kỳ thoải mái. Cũng như là bạn đang ở một khủng hoảng, như là các bạn đang trong trường hợp là bị đòi nợ rất là nhiều và đòi nợ với cái sự áp lực rất là lớn. Đấy, thì bạn cũng thể sử dụng để lưu trữ lại. Đấy. Đó. Ok, đó thì bạn nào có nhu cầu ấy, quan tâm đến dòng camera ngụy trang bút viết nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc là Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho bạn. Và bây giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng này cũng như là vào test sản phẩm cho các bạn. Đấy. Đầu tiên để sử dụng được chiếc bút này nhá, các bạn cần bật nguồn lên và công tắc tắt bật sẽ là bên trên này. Các bạn sẽ dí liền vào cái nút trên này cho mình nhá. Dí liền. Đấy. Khi bạn dí liền tầm 1 đến 2 giây nhá thì nó sẽ có một cái đèn xanh này sáng này. Nó sẽ báo hiệu là đây là đang ở chế độ chờ quay video. Đấy. Để quay được video ấy thì các bạn sẽ ấn cho mình cái nút này 2 lần nhá. Đấy, nút này 2 lần này. Nháy 2 lần liên tục nhá. Đấy. À quên, cái bút này thì các bạn sẽ phải dí liền nhá. Các bạn dí liền cho mình 3 giây. Đấy, các bạn dí liền cái bút này 3 giây là sẽ là ở chế độ quay video. Bạn 1 2 3 dí này. 1 2 3 và các bạn bỏ tay ra. Đấy. Khi mà bạn dí liền 3 giây nhá và cái đèn này sẽ nháy nhấp nháy 3 lần là tắt đi, tức là các bạn đang ở chế độ quay video. Và hiện tại đây là một cái đoạn video và là file 1, file đầu tiên của mình. Mình sẽ quay video và test sản phẩm thực tế cho các bạn nhá. Đấy. Này. Đấy, mình sẽ quay một vòng cái gian hàng của mình luôn.
Đó, thứ nhất là khi mình quay video này thì mình sẽ test được sản phẩm thực tế. Đấy, test được cái chất lượng hình ảnh thực tế này, tức là cái âm thanh nó thu lại là thực tế này. Đấy, và cũng như là khi mà các bạn nhận hàng ấy, hoặc là các bạn mua hàng tại cửa nhà mình ấy, thì các bạn sẽ không còn thắc mắc gì về tất cả các cái chất lượng sản phẩm. Đấy, cũng như là cái ngoại hình của sản phẩm nữa. Đấy, tại vì trên video của mình ấy thì là mình sẽ quay đầy đủ chi tiết từng tí một cho các bạn luôn. Đấy, đó, thì để dừng lại nhé, các bạn chỉ ấn lại cái nút này nhé, ấn lại lần này đó, là sẽ dừng lại. Đấy, rất là dễ sử dụng nhá. Đó, bật nguồn thì các bạn sẽ dí lên cho mình 2 giây là sẽ bật nguồn lên này, còn quay video thì dí lên cho mình 3 giây là quay video, còn tắt nguồn thì các bạn sẽ dí lên cho mình 7 giây nhá. Đấy, các bạn yên tầm 7 đến 10 giây là sẽ tắt đi này. Đấy, ok chưa? Đó, thì đó sẽ là cái phần tắt bật cũng như là cách sử dụng chiếc camera ngụy trang mút này. Đấy, và đây thì mình sẽ đến test sản phẩm thực tế nhá. Thì chiếc dòng camera của mình ấy là dòng camera offline đó, nên là khi mà các bạn sử dụng ấy, các bạn muốn xem lại thì các bạn đã xem trên máy tính nhá, cũng như là bạn làm sử dụng điện thoại lắp được thẻ nhớ ấy, thì các bạn có thể xem trực tiếp trên điện thoại luôn. Còn đây thì mình sẽ lắp vào máy tính để test sản phẩm thực tế các bạn. Đấy, mình sẽ tháo ra này. Đấy, và mình sẽ lắp vào một cái cổng USB. Đây, mình sẽ lắp vào cái cổng USB này nhá, để mình sẽ test sản phẩm thực tế. Này, cái này nó bị hỏng mất rồi. Cái USB của mình nó đang bị hỏng các bạn nhé. Đây, đây cái này nút trên. Đây, cái USB của mình hỏng nên mình cũng không biết lắp đầu nào luôn. Đấy, đây. Đó, tiếp theo là mình sẽ đến quay lên cái máy tính của mình này. À, đây sẽ là mình có một cái máy tính nhá. Đấy, mình sẽ quay lên máy tính và cũng như là quay cái phần mình làm từ đầu đến cuối luôn, là sản phẩm thực tế các bạn luôn nhá. Nhận này. Đấy, rồi ok, mình quay lên cái máy tính của mình nhá. Đấy, đây sẽ là cái cây máy tính của mình các bạn nhá. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái file lên này. Đấy, mà mình sẽ vào USB đây nhá. USB là cái file mà lấy ra mình đã quay là lưu đấy nhá. Mình là cắm USB vào thì nó sẽ là có chữ là USB. Đấy, ok rồi. Đó, và đây mình sẽ vào phần video nhá. Đây sẽ là cái file video của mình vào lấy này. Đấy, bạn mở lên cho mình. Ok. Đó, hai lần là sẽ mở lên nhá. Và cái này nó sẽ nháy nhấp nháy ba lần là tắt đi. Tức là các bạn đang ở chế độ quay video. Và hiện tại đây là một cái đoạn video và là file một file đầu tiên của mình. Mình sẽ quay video và test. Đây các bạn nhá. Thì đây sẽ là cái phần hình ảnh thực tế của sản phẩm này và cái phần âm thanh thực tế của sản phẩm. Đấy, các bạn xem video của mình là khi mình test sản phẩm ấy thì nó sẽ thu âm lại toàn bộ âm thanh và hình luôn nhá. Đấy, cực kỳ là ok. Thì đây mình sẽ mở lên cho các bạn này. Mình sẽ phát tiếp nhá để các bạn có thể test được cái sản phẩm và hiệu quả nhất cho các bạn. Sản phẩm thực tế cho các bạn nhá. Đấy. Này. Đấy, mình sẽ quay một vòng cái gian hàng mình luôn. Đó, thứ nhất là khi mình quay video này thì mình sẽ test được sản phẩm thực. Đấy, các bạn thấy ok không? Đó. Khi mà mình quay video với cái tốc độ cao nhá, mình xoay nhẹ nhá, nhưng mà khi mà bạn xem video thì vẫn rất là mượt nhá, không bị giật, không bị các thứ đâu. Đó, hai hình hàng chuẩn nên là cái chất lượng hình ảnh cũng như là cái chất lượng âm thanh là cực kỳ tốt các bạn nhá. Đấy, tiếp tục mình phát đến đoạn cuối các bạn này. Đấy, tức là cái chất lượng hình ảnh thực tế này, tức là cái âm thanh nó thu lại là thực tế này. Đấy, và cũng như là khi mà các bạn nhận hàng ấy, hoặc là các bạn mua hàng tại cửa nhà mình ấy, thì các bạn sẽ không còn thắc mắc gì về tất cả các cái chất lượng sản phẩm. Đấy, như là cái ngoại hình của sản phẩm nữa. Đấy, tại vì trên video ok giờ đó, thì đó sẽ là cái file video mà lấy mình đã quay. Đấy, cũng như là nó đã tự động lưu trữ lại trong thẻ nhớ và mình đã test thực tế cho các bạn nhé. Đấy, thì bạn làm có nhu cầu ấy, quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang mút V8 nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Và bên mình nhá thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm. Đó, bạn thấy chưa? Lỗ 1 của 1 và có ship hàng toàn quốc các bạn nhá. Nhận hàng thì các bạn được bốc hàng ra, các bạn test hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đấy, ngoài ra thì khi mà đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để bạn sử dụng luôn dòng camera ngụy trang bút viết của mình nhá. Đấy.
rất là ok nhá. Đó thì video hướng dẫn sử dụng và cái video test sản phẩm của mình ấy thôi. Đó, cửa hàng mình thì sẵn hàng tại đưa hai đơn vị Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần một trong hai cơ sở thì có thể lên qua trực tiếp cơ sở và cửa hàng mình để tham khảo thử hàng nhá. Giờ xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.